À, chào các anh em ở trên kênh miền Tây Solar ha. Nay mình giới thiệu cho các anh em một lò đèn mới mà mình mới nhập về nha. Anh em nào mà thích lò đèn này thì cứ liên hệ mình. Đây là loại đèn đường ha. Nói là đèn đường, đèn bằng chải ha, gọi là đèn bằng chải. Nói là đèn đường nhưng mà anh em có thể gắn ở sân vườn, gắn ở cái hiên nhà của mình mà dè ra ha, không? Mình sẽ bắt cái con bù lon vô trong tường mình rồi dè ra ha, cũng ok luôn nha. Đó, hoặc là ở cái bờ hàng rào của mình á, bờ hàng rào của mình là mình đưa cây cao lên rồi mình dè ra giống vậy ha, giống vậy đó, để chiếu sáng sân vườn. Hoặc là mấy anh em mua về làm công trình gì các bạn, công trình nông thôn á, nông thôn đường đan đường nhỏ nhỏ đâu á, các bạn lắp cái này ok nha. Nhưng mà cái này á là cái loại nó giá nó rất là phải chăng luôn ha. Thì đèn đường với đèn sân vườn chia làm hai loại nha, một loại cao cấp và một loại giá phải chăng. Này thì cái loại này sao biết giá phải chăng các bạn, cái loại này là cái tấm pin nó nằm cùng với cái đèn luôn, tấm pin nó dính vô đèn luôn ha. Lát mình sẽ lật lại cho bạn xem. Thì loại này là cái loại rẻ ha, còn cái loại mà cao cấp kia là mắc hơn cái này gấp đôi luôn đấy. Nhưng mà cái loại này của MK mình thấy cũng rất là ok các bạn, phù hợp cho mấy anh mà có cái khoảng sân vườn nhà mình đó ha. Rồi hành hành lang của nhà mình nè, mấy hiên nhà mình nè, rồi máy tiền chế nè, mình cứ bắt dè ra. Thì mình cũng nói luôn là cái loại đèn này nó không có gửi kèm theo, nó không có bán mình cái cây các bạn, có nghĩa là không có cái cây nha. À, cái cây này là ta tự mua cái ống tiếp về ta hàn vô, và đây là cái mình đo rồi, đây là phi phi 42 nha. À, phi 42 à, thì lát nữa mình sẽ lấy một cái ống nước phi 42 mình gắn vào cho các bạn xem thử nó như thế nào nha. À, thì mình đo rồi, nó là cây phi 42 á. À, các bạn gắn giống như trên cái hộp này nè, thì rất là thời trang đúng không, rất là thời trang. À, tấm pin nó nằm là chung với cái đèn luôn. À, loại này là loại giá phải chăng thôi, nhưng mà hàng của MK là chất lượng lắm nha các bạn. MK nè, đó, MK 150W. À, thì mình cái này là mình gọi là cái em ha, cái nhỏ. Còn MK 150W nữa cũng y vậy nè, nhưng mà 150, à, xin lỗi các bạn nha, 150W là cái nhỏ, cũng còn cái y vậy nè, nhưng mà 300W nha. Thì một lát mình sẽ báo giá cho hai cái đó cho anh em nghe. À, thì nói chung là cái này là rất là vừa túi tiền nha, ha, rất là vừa túi tiền luôn. Giờ mình đọc sơ sơ về cấu hình cho các bạn nghe nhé. Cấu hình của đèn ha. Đây là cái MK 150W nè. À, kích thước đèn là dài là 6 tấc 2, 6 tấc 2 là chắc từ đây tới đó đó, 6 tấc 2. À, chiều rộng là 2 tấc 4, từ đây qua đây là 2 tấc 4 nha. Đó, cái tấm pin đó là 6V 15W. Tấm pin 15W nha các bạn. À, tấm pin ngoài sao lát mình lật ra cho các bạn xem. À, kích thước tấm pin là 4 tấc 98 là 5 tấc đó. À, nhân cho 2 tấc ha, 2 tấc 08, à, 4 tấc 98 nhân cho 2 tấc 08, cái tấm pin ngoài sao á. Rồi, sử dụng số chip led là 256 con SMD 5730. 256. À, 256 con ha, cộng hết lại là ra 256 con SMD 5730. Dung lượng pin là 8000 mAh. Cái pin này thì không lớn lắm ha, do đèn này là loại đèn phân khúc giá và tầm trung thôi, cho nên là cái cục pin lưu trữ không lớn lắm, có 8000 mAh. Rồi, à, thời gian sạc là 5-6 tiếng, thời gian sáng sáng là 10 tới 12 tiếng đồng hồ nha. À, chống nước IP65. IP65, à, và mỗi một thùng lớn vậy nó có 5 cái ha, bảo hành là 3 3 năm. Đó, 3 năm nha các bạn, cũng khá khá là nhiều ha. Bảo hành 3 năm đó là những cái thông số của nó. Thì các bạn xem mặt trước nè. Thì mình cũng giới thiệu cặn kẽ cho các bạn luôn. Để mình ngưng video để mình vô trỏng mình lấy cái ống nước 30 42 mình gắn ở đây cho các bạn xem cho nó hoàn chỉnh cái đèn ha. Đó, mình ráp xong rồi các bạn, mình lấy cái ống nước 42 để tượng trưng cho cái ống phi 42 ha. À, gắn vô cho các bạn xem là đó, sao gắn nó vậy đó. Rồi, việc còn lại là các bạn bắt cái bát hàng vô ở đâu đó, vách tường nhà mình hay là cái cục điện hay là ở đâu đó cũng được ha. Ở ngay hàng rào của mình à, thì lắp ráp giống như người ta này nè. À, chỉ cần lấy mấy hàng hàng hoặc là lấy mấy khoan khoan bắt vô thôi. À, thì cái đèn này mình nhắc lại là không có bán cái cây này nha các bạn, nó chỉ bán cái đèn thôi. À, còn cái đèn mà loại cao cấp kia 1 triệu mấy, 1 triệu 2, 1 triệu 3 thì nó có bán luôn cái cây. À, nó bán cái đèn này là cái đơn vị thi công á, gia công á, thi công á, là lắp cái cây này rồi tự lắp cái cây này, gắn cái đèn này vô thôi. Phải không? Đó, tùy loại đèn thôi. Thì giờ mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Cái mặt dưới của nó ở bên đây á, là này là mũ nha, một miếng mũ khá là dày đó, nhưng mà là bằng mũ chứ không phải bằng gang như mấy anh kia. Đây là mũ nha, mình gõ cho các bạn xem, mũ rất dày nha. Đó, đây là mũ. À, mặt dưới ha, mặt dưới này là mũ.
bốn con bù lon này là để bắt vô cái cây phi 42 của chúng ta các bạn. Đó, nó năm bốn bốn cái tổ hợp đèn nha, bốn tổ hợp này này là ra 200 mấy chục con led đó. Thì cái đèn này nó đang sạc nè, mình bắt nó lên rồi và nó đang sạc nè mọi người. Đó, đang sạc ha, sạc chớp chớp đó. Đó, cái nút này là nút on off của nó nè. Thì hồi trước đây cái đèn kia, mấy cái đèn pha nhà là nút on off nó ở trên cái remote, còn cái này on off ở đây nha. Có nghĩa là tao nếu mà tao bấm on lên á, tao bấm on lên ha. Đã đây đã bấm on rồi nha. Thì ở đây á, các bạn bấm nút off này á, off này á, off ngay chỗ cái remote này ha. Thì cái đèn nó vẫn tắt nha, nó đèn nó vẫn tắt. Nhưng mà tối mai á là nó tự cháy lên ha. Các bạn hiểu cái nguyên lý đó không? Đó, ví dụ như bạn đã bấm on này rồi, tại vì mình treo lên cao á, mình đâu có leo lên bấm cái nút này hoài được, thì chắc chắn là mình phải mở on này rồi đó, mở on này rồi đó ha, mở on này là mở đèn lên đó đó. Rồi lỡ như bữa đó bạn không muốn cái đèn nó sáng chó sủa hay gì phiền quá, các bạn bấm off thì cái đèn nó tắt, nhưng mà ngày mai á, cái đèn nó sẽ tự động nó mở lên đó. Bạn muốn mà nó off vĩnh viễn luôn á thì bạn sẽ leo lên bạn bấm cái nút này một cái thì nó mới off vĩnh viễn nha đó. Còn cái chế độ sạc của nó thì hiển nhiên nó sạc tự động rồi ha. À, mình bấm nút off này, bấm nút trên đây nè, nó off luôn, nó mới không sạc thôi. Chứ còn bạn bấm bất cứ cái nút nào ở trên cái đây thì nó vẫn sạc ha. Lúc nào nó cũng ở chế độ sạc đó. Bấm nút này nó ngủ luôn, nó mới không sạc. Đó. Thì cái remote này nó hơi lạ hơn những remote trước ha. Đó, nó có là rất là nhiều cơ chế, sáng 2 giờ, sáng 4 giờ auto, rồi HL sen là mình không biết là gì nè. Nút off, nút on, rồi cái có dấu lên trên nữa xuống dưới, hai cái nút này mình cũng chưa thử, mình chưa biết. Các bạn nhà tự nghiên cứu nha. Thì mình cũng sẵn nói giá luôn để lát quên. Giá cái này là 625 ngàn. Đó, rất là rẻ không? Đèn lồng mặt trời rất là rẻ luôn ha. 625 ngàn. Đó, bạn nào mà mua 5 cái trở lên là mình bán 600 ngàn nha. Đó, mình có cái chế độ cho bạn mua nhiều là vậy đó. Nhiều anh cần mua nhiều đang chia cho anh em. Rồi đang chia cho xóm diện mình ha, hoặc là gắn đèn đường á. Thì chế độ mà 5 cái trở lên là nó về 600 ngàn ha. Đó, còn bạn nào mua trên 10 cái thì chắc giảm giảm nhẹ xíu nữa ha, giảm ít thôi ha. Chứ tôi giảm tới đó là dữ lắm rồi. À, mua 5 cái trở lên là 600 ngàn nha các bạn, 600 ngàn cái. À, còn một cái là 625 ngàn. Đèn này thì nói chung là mình cũng thử rồi ha, mình cũng thấy nó ok trong cái tầm giá 600 của nó cũng khá là ok nha. Nó không bao giờ sáng được như cái đèn cao áp nha các bạn, mà cũng không phải sáng trưng giống như mấy cái đèn mà bự nha. Nhưng mà cái độ sáng của nó được vừa ha. Chúng ta treo sân vườn, chúng ta treo ở trước nhà, hiên nhà hoặc là trước cổng của chúng ta ok. Nó không có sáng, bạn đừng có treo này để trong nhà để cho mấy đứa nhỏ học bài nha. À, cái này ánh sáng này không phải phù hợp với học bài đâu, ánh sáng này phù hợp với lại bên ngoài thôi, pha đó, ánh sáng trắng mà, ánh sáng trắng học bài đâu có tốt đúng không? Cho nên đừng có treo này trong nhà học bài, mà đều treo nhà này cũng đâu được, tại vì tấm pin nó dính vào đèn, treo trong nhà làm sao tấm pin nó sạc được đúng không? Đó, mình cứ bắt thử cho các bạn coi nè, độ sáng nó rất là ok, đúng 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 với lại cái tầm tiền của nó nha, tiền 600 mấy nè. À, hàng MK thì nó cũng rất là ngon các bạn, ngon ha, nó không có dở đâu nha. Đấy, độ sáng không, bạn thấy độ sáng không, ok chưa? Cái này để cái bữa nào có cái ban đêm á, mình sẽ test độ sáng kỹ hơn cho các bạn xem. Nói chung là hồi tối mình có bắt này thử rồi, mình thấy nó cũng khá là ok đó. À, treo sân vườn ok với tầm tiền 600 ngàn ha, 625 ngàn đó. Giờ mình quay lại thì khi mà ta kết nối với cái tấm cái ống ống tiếp thì nó dày nè các bạn đó, nó nặng nha, rất là nặng luôn. Mặt dưới của nó là một nó miếng mủ rất là dày. Còn mặt trên của nó là gì đây? Này khá là bụi ha, khá là bụi, nó hơi bị bụi nè, để lát mình rảnh mình lau lại sạch. Đó, nãy quên lau ha. Thì cái mặt trên của nó là gì đây? Một cái tấm pin. À, bạn thấy là một cái tấm pin nè, tấm pin nè, thấy không? Tấm pin nãy nói là nhiêu watt đó? 16 watt đúng không? À, 16 watt. À, và tấm pin này là nó gắn liền với lại trong đèn luôn ha. À, gắn liền đèn luôn nè, dính luôn ha. Chống nước IP65 nha. Đấy. Còn chế độ chống nước IP65 là cái gì thì bạn lên mạng tra Google nó sẽ chỉ cho ông ta. Khi mà ta kết nối cái ống 42 đây rồi thì nó rất là chắc chắn nha, ta dặn ha. À, mấy con bù lon rồi nè, cứng lại là nó cứ ngắt. Đó, rồi đưa lên thôi, vậy là đưa lên. Đó, vậy là sáng nha. Đó, đèn chỉ có vậy thôi các bạn, không có còn cái vật tư nào khác. Thì chỉ còn remote pin. Còn nữa là remote pin thôi chứ không có còn gì trơn ha. Trong đèn họ chỉ có cái miếng hướng dẫn thôi. Đấy. Ở giá của nó là 625 ngàn nha các bạn. Độ sáng cũng khá là ok để mình bắt lên rồi mình đi vòng vòng cho các bạn xem nha. Đó, bây giờ mình bấm on nè. Bấm on nè. Rồi mình đi vô đây cho các bạn thấy độ sáng của nó trong nhà mình nó như thế nào ha.
Ở nhà mình thì nó cũng ban ngày nhưng mà cũng khá là hơi hơi tối tối đó. Đó, bạn thấy vô cái tường nè, cái tường nè, chiếu nè, thấy không? Đó, bạn thấy chưa, đây là ban ngày nha mọi người, đang ban ngày nha, mình đang trong nhà mình chiếu thử cho mọi người xem á nè. Còn mình cất cái đèn đi thì nó sẽ như thế này đó, cất cái đèn đi thì nó như thế này nha, còn chiếu cái đèn thì nó sẽ như thế này đó, ok chưa? Ban đêm thì nó sáng hơn nhiều nha, ban đêm thì mình thấy rõ độ sáng nha. À, chiếu vô cái dàn nhạc cho bạn thấy nè. Đó, dàn nhạc mình lâu quá không xài, đóng bụi luôn ạ. Mình mắc buôn bán này kia mình ít xài cho nên bữa nay nó đóng bụi luôn, bụi thế ghê đó, thấy không? Độ sáng thấy 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 ok không? Đó, còn không chiếu thì nó vậy đó, chiếu nó vậy nè. Đấy, hàng mà MK không tệ đâu các bạn. À, đừng có lo sợ là mua trúng hàng dởm, cháy ăn chút tắt hay là gì đó, đừng sợ thận ha, sạc đầy là cháy cả đêm ha. Đó, hàng mà cao mà nó mình xài mà ca rất nhiều, mình thấy nó ok đó. Thì hiển nhiên với tầm giá này thì chúng ta được một cây đèn công suất không có to lắm nha, công suất vừa vừa thôi, vừa đủ độ sáng để chúng ta pha trước cửa nhà của chúng ta, hàng rào của chúng ta, mé hiên nhà của chúng ta, hoặc là treo ngoài lộ cũng được nữa. Treo ngoài lộ nhưng mà đừng có treo lộ lớn nha bạn, đừng có treo cái lộ mà bề ngang 5-6 mét nha. Chúng ta treo những cái đường hẻm nhỏ thôi, những cái con lộ mà bề ngang chừng 1 thước rưỡi 2 thước thôi, nhỏ 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 vậy đó, hoặc là cái đường quê của chúng ta đó, đó thì ánh sáng của nó cũng đáp ứng được nha. Đó, nó rẻ mà. Lúc trước á mình có thấy mấy đơn vị thi công ở quê mình đó bạn. Đó, nó treo cái đèn loại này nè. Mà bảng báo giá thì nhìn thấy hết hồn luôn, bảng báo giá giá rất là cao ha. Mà đèn thì cũng loại này thôi. Đó, tối thui mờ mờ thôi, không có gì hết trơn á. Đó, nó không, còn cái bảng báo giá của nó thì cái loại mà cao cấp đó. Đó, nó nhiều cái nó khó hiểu bạn. Có nghĩa là nó không thực tâm lắm ha, không thực tâm lắm đó. Chứ còn những mình bán loại này thì mình nói thẳng là loại này là tầm tiền 625 ngàn, là cái loại không sáng lắm ha, nó không phải là sáng, đừng có nói nó sáng giống như là cái đèn JD 300W là không có nha. Đó, độ sáng của này hả, nó ngang ngửa với lại cái đèn coi, nó ngang ngửa với đèn MK 75W trở lại, 75W hoặc 50W. Đó, cái đèn MK 75W loại mà treo hỏi này mình bán các bạn, thì độ sáng của bạn biết rồi phải không? Thì cái này là cỡ đó hoặc là cỡ cái MK 50W thôi. Đó, tại vì loại này loại giá rẻ mà. Đó, không phải là rẻ lắm, cũng 600 mấy cũng không phải rẻ lắm nhưng mà nó không có cao cấp bằng cái loại 1 triệu mấy các bạn. Đó ha. Mình cũng nói rõ cho các bạn mua, bạn sử dụng thì sẽ biết ha. Nhưng mà cũng không có không không có bao giờ lầm đâu ha. Đó, đèn này cũng xài rất là ok luôn, như độ sáng nãy các bạn thấy rồi đó. Hoặc là bữa nào ban đêm mình test lại cho các bạn xem. Rồi, còn bây giờ nó có mình giới thiệu một cái anh của nó nè. Cái anh của nó thì lần này mình không có đem về, do công ty á, nó tạm hết hàng các bạn. Nhưng mà bữa nay nó có hàng lại rồi, mình muốn lấy thì lấy lúc nào cũng được. Cái anh của nó là cái 300W cấu hình cao hơn nhiều. Đó, thì giá của cái anh nó là bao nhiêu? Là 800 ngàn, 800 ngàn. Đó, anh nó là 800 ngàn. Còn nó là 625 ngàn. Đó, cái 300W thì nó cũng là tấm pin dính vô cái đèn giống vậy nha, nhưng mà nó phê hơn nha các bạn. Đó, đây nó có nhiều cái tổ hợp đèn hơn và nó sáng hơn, pin lưu trữ lớn hơn và cái pin ngoài sau lưng cũng lớn hơn đó, thì nó 800 ngàn ha. Đó, còn mai mốt mình sẽ đọc cấu hình, nếu gì nào có nó ở đây thì mình sẽ đọc cấu hình chi tiết cho các bạn ha. Còn bạn nào mà thích nó thì mình sẽ liên hệ mình lấy, giá nó là 800 ngàn ha. À, không phải 800 ngàn, xin lỗi các bạn nha, mình nhớ lộn đèn rồi. Mình xin lỗi các bạn, qua nay mình sai hơi nhiều. Cái anh nó là cái 300W á là 700 ngàn. Ôi. Mình nhầm nha các bạn. Cái anh nó là 700 ngàn. À. Rồi, đúng rồi, anh nó 700 ngàn, còn nó là 625 ngàn. Ha. Mình lướt lướt nhiều khi mình nhầm. Đó, bảng giá phức tạp đó các bạn. Bảng giá tại vì nó chia ra nhiều cấp bậc, bạn lấy 50 cái giá khác, 100 cái giá khác, 20 cái giá khác, 10 cái giá khác, 5 cái giá khác, cho nên là khi mà báo giá cho các bạn là mình phải tìm một cái giá nào thiệt là hợp lý đó. Mình cũng hơi nói chung là hơi phức tạp, nói chung cái của anh nó, ai cái anh nó là cái 300W đó là 700 ngàn đó, lần sau mình sẽ lấy cho các bạn. Còn cái này là bạn mua trên 5 cái là 600, bạn mua dưới 5 cái là 625 nha. Đó, xài nói chung là đó, bắt cho các bạn xem ok chưa, sáng không sáng đó, 200 mấy triệu con led SMD, độ sáng ok đó, ai thích thì liên hệ mình ha. Hiện tại thì mình đem diện cái mẫu thôi, chứ còn bạn alo cái là trong một nút nhạc sẽ có một đống cho ông ta lấy liền, an tâm nha các bạn.
Thôi mình xin kết thúc video, mình hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Anh nào mà muốn hay liên hệ mua pin thì tranh thủ lên, mình sắp sắp lăn bánh chuyến xe đi miền Tây miền Đông rồi các bạn. Mua pin rồi nè, pin năng lượng nè, anh nào mà cần thì tranh thủ lên ha. Đó, nãy cũng có con chú kia cũng gọi rồi ha. Nói chung là mỗi ngày mình đều nghe cuộc gọi nhưng mà mua nó hơi ít thôi, chỉ một tấm, hai tấm, ba tấm, bốn tấm đó thì nó hơi ít đó. Bây giờ mình cần phải gom nhiều anh như vậy gom lại mới ra được một chiếc xe mọi người. Mọi người thông cảm ha, mấy anh mua trước á, đợi hơi lâu thông cảm cho mình nha. Thôi mình kết thúc video, mong gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nha.